cùng không khí hân hoan đón chào năm học mới trong tỉnh, sáng nay trường trung học cơ sở Phước Thái, huyện Long Thành vinh dự đón đồng chí Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo các ban ngành địa phương đến dự chung vui trong lễ khai giảng năm học mới. Trong năm học 2022-2023, thầy vai trò trường trung học cơ sở Phước Thái đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tại lễ khai giảng, trường đã vinh dự nhận được những nắng hoa tươi thắm của các ban ngành địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và huyện, đồng chí Lê Văn Tiếp, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã trân trọng đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới. Năm học này, trường trung học cơ sở Phước Thái đón 630 học sinh lớp 6 trên tổng số 2.000 học sinh theo học ở 4 khối lớp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.